Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 9 trang 55 đến trang 59 sách kết nối. Ôn tập giữa học kỳ 1, tiết 1, 2. Số 1 nhỏ, mỗi đoạn dưới đây được trích trong bài đọc nào? Bạn có thấy lạ không? Mỗi đứa mình một khác, cùng ngân nga câu hát chẳng giọng nào giống nhau. Huỳnh Mai Liên. Như vậy các em hãy cho biết là mỗi đoạn ở dưới đây được trích trong bài đọc nào. Thì các em thấy ở đoạn đầu tiên được trích trong bài Điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu. Rồi tiếp theo, các em đã tạo dựng cho mình một phong cách độc đáo không ai bắt chước ai, theo Nguyễn Phan Hách. Như vậy, đoạn trích này được trích trong bài đọc Thi nhạc. Rồi tiếp theo, thằng lành xanh trở về với cái cây của mình và thích thú đi kiếm ăn vào ban ngày. Tắc kè quay trở lại bức tường thân yêu và vui vẻ đi tìm thức ăn vào buổi tối. Theo Sơn Lê Kha Na. Như vậy đoạn trích này được trích trong bài Thằng lằn xanh và tắc kè. Thằng lằn xanh và tắc kè. Tiếp theo, thực ra ở bất cứ đâu cũng có những điều để chúng ta học hỏi. Như ở ngay bến sông này, anh được gặp rất nhiều thuyền từ khắp nơi đổ về, theo Võ Quảng. Như vậy, đoạn trích này được trích trong bài Đò ngang. Rồi tiếp theo, tại sao mình không thể trở thành một tay trống nhỉ? Cô bé khẽ hỏi những con sóng xô bờ, theo truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính. Như vậy đoạn trích này được trích trong bài Nghệ sĩ trống. Rồi tiếp theo, đúng rồi, mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng con ạ, con người cũng vậy. Yunnan biên soạn, Hòa Vân dịch. Như vậy đoạn này được trích trong bài Công chúa và người dẫn chuyện. Công chúa và người dẫn chuyện. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, nêu ngắn gọn nội dung của một hai bài đọc Tiếng nói của cỏ cây, tập làm văn, nhà phát minh 6 tuổi, con vẹt xanh, chân trời cuối phố, trước ngày xa quê. Như vậy chúng ta sẽ chọn hai bài để chúng ta nêu cái nội dung ngắn gọn. Cô ví dụ như bài tập làm văn nội dung như sau: cuối tuần ba cho nhân vật tôi về quê để tìm ý cho bài văn tả cây hoa nhà em. Nhờ nỗ lực dậy sớm và khả năng quan sát tốt, cậu đã tạo nên một bài văn tả hoa hồng rất hay. Nhà phát minh 6 tuổi, Maria là một cô bé rất thích quan sát. Chính vì vậy, khi nhìn thấy điều kỳ lạ về sự chuyển động và đứng yên của tách trà, cô bé đã ngay lập tức đi làm thí nghiệm và hiểu ra. Nhờ vậy, cô được bố khen là giáo sư đời thứ 7 của gia tộc. Về sau, Maria thật sự trở thành giáo sư của nhiều trường đại học danh tiếng và nhận giải Nobel vật lý. Tiếp theo số 3, đọc lại một bài đọc ở chủ điểm mỗi người một vẻ, hoặc là trải nghiệm và khám phá, ghi lại chi tiết hoặc là nhân vật em nhớ nhất. Như vậy chúng ta đọc lại một bài ở trong hai chủ điểm này và ghi lại cái chi tiết hoặc là nhân vật em nhớ nhất. Cô ví dụ như nhân vật Maria.
Thì nhân vật Maria là một cô bé rất thông minh và tin tưởng khi có thể hiểu và tự mình làm thí nghiệm. Khi mới 6 tuổi, cô có lòng ham học hỏi, mong muốn khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà sau này Maria trở thành giáo sư của nhiều trường đại học và là người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel. Rồi tiếp theo, số 4. A. Gạch dưới các danh từ trong những câu ca dao. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Như vậy chúng ta sẽ gạch dưới các danh từ. Thì ở hai câu đầu tiên chúng ta có danh từ là Đồng Đăng và phố Kỳ Lừa. Rồi có nàng Tô Thị. Thì ở đây danh từ riêng ở đây chúng ta có danh từ ở đây là nàng Tô Thị. Rồi chùa Tam Thanh. Ai qua Nông Cống, tỉnh Thanh, dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng. Như vậy chúng ta có danh từ riêng là Nông Cống, tỉnh và thành. Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng. Chúng ta có danh từ chân Triệu Thị Trinh. Rồi anh hùng. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ sương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chạy yên thái mặt gương Tây Hồ. Chúng ta có các danh từ như sau: gió, rồi cành trúc, rồi chuông, trấn vũ, rồi tiếp theo gà thọ sương, rồi khói, sương, rồi tiếp theo là yên thái, rồi chài và Tây Hồ. Rồi tiếp theo, ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cài sâu, công lên chẳng quản bao lâu. Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Như vậy chúng ta có danh từ đó là trời mưa nắng, rồi nước và cơm. Rồi tiếp theo câu B, xếp các danh từ vừa tìm được ở bài A vào cột thích hợp. Danh từ chung chỉ người, chỉ vật, chỉ hiện tượng tự nhiên. Danh từ riêng chỉ tên người, tên địa lý. Như vậy danh từ chung chỉ người có các danh từ đó là nàng, rồi anh hùng, rồi chỉ vật thì có phố nè, dân, chùa, rồi cành trúc, chuông,
tiếng, rồi nhịp chày. Rồi mặt. Gương. Canh gà. Rồi chày. Nước. Cơm. Rồi tiếp theo chỉ hiện tượng tự nhiên thì có là gió, khói, sương, mưa, nắng. Rồi tiếp theo danh từ riêng tên người có là Tô Thị, Triệu Thị Trinh. Rồi tên địa lý rồi như vậy danh từ riêng tên địa lý của chúng ta có là Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Nông Cống, Tịnh Thanh, Trấn Vũ, Thọ Xương, Yên Thái và Tây Hòn. Tiếp theo tiếp 3, 4, 1 nhỏ dựa vào gợi ý viết tên bài thơ và tên tác giả. Gợi ý 1, bài thơ chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong hành trình học chữ của các bạn nhỏ vùng cao. Thì chúng ta có bài thơ đó là Gạt Chữ Trên Non, tên tác giả Bích Ngọc. Rồi gợi ý thứ hai, bài thơ là câu chuyện của một chú gà con kể với các bạn về những trải nghiệm thú vị của mình. Thì đó tên bài thơ đó là Bầu Trời Trong Quả Trứng, tên tác giả Xuân Quỳnh. Như vậy chúng ta dựa vào gợi ý thì chúng ta viết tên bài thơ và tên tác giả. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là chép lại câu chủ đề trong từng đoạn văn ở bài tập 2 sách học sinh tiếng Việt 4 tập 1 trang 71. Như vậy các em mở sách học sinh tiếng Việt 4 tập 1 trang 71, chúng ta chép lại câu chủ đề trong từng đoạn ở bài tập 2. Thì ở câu đoạn A, câu chủ đề đó là biển đồng. Rồi ở đoạn B, câu chủ đề đó là những ngày hè đi trên bờ Hạ Long, bãi cháy hoặc là Tuần Châu, ta có cảm giác như đi trước gió. Rồi đoạn C, câu chủ đề là ngần ấy loại chuồn chuồn cũng đủ cho chúng tôi mê tơi trong suốt mùa hè. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ, tìm và ghi lại các động từ trong đoạn một đoạn văn A hoặc B hoặc C ở bài tập 2 sách học sinh tiếng Việt 4 tập 1 trang 71. Tức là chúng ta sẽ xem lại các đoạn A, đoạn B hoặc đoạn C thì chúng ta chọn một đoạn để tìm và ghi lại các động từ có trong đoạn đó. Có ví dụ như là chọn đoạn A. Biển động, gió thét trên những rừng sương, sóng đập dữ dội vào mạn thuyền, cây cột bùm rít lên, lá cờ đua nhau bay phần phật, mưa cắt ngang mặt những tia nước mạnh, bãi cát vật vã với nước với sóng. Như vậy ở đoạn này chúng ta có các động từ đó là từ động nè, từ thét nè, từ đập nè, từ rít nè, từ bay, từ cắt và từ vật vã. Thì các em chọn đoạn A, đoạn B hoặc đoạn C, đoạn nào cũng được. Rồi tiếp theo bài tập số 4, viết tiếp 2 đến 3 động từ thích hợp với mọi sự vật dưới đây. Thì dưới đây chúng ta có gợi ý các sự vật. Thì chúng ta sẽ tìm rồi viết tiếp 2 đến 3 động từ với mỗi sự vật. Đầu tiên các em thấy là hình ảnh về học sinh. Thì động từ thích hợp với sự vật này như là học sinh thì như thế này nào? Chào, đi, nè, viết, đọc. Còn ông thì bay, chích hoặc là hút.
Cá thì bơi, bún hoặc là quẩy. Rồi cây thì mọc và lớn, thuyền thì trôi hoặc là lướt. Tiếp theo số 5 nhỏ viết đoạn văn 4 đến 5 câu theo chủ đề từng chọn có chứa động từ ở bài tập 4. Tức là chúng ta sẽ viết một đoạn văn có 4 đến 5 câu theo chủ đề chúng ta tự chọn và trong đoạn văn đó sẽ có các động từ chứa ở bài tập 4 này. Ví dụ, buổi sáng mai khung cảnh quê hương thật đẹp, từng tớp học sinh tung tăng đi học, hai bên đường đàn ông đã bắt đầu bay đi tìm mật. Xa xa trên dòng sông những con thuyền đang hối hả lướt nhanh trên mặt nước. Rồi tiếp theo tiết 5, số 1 nhỏ, quan sát tranh sách học sinh tiếng Việt 4 tập 1 trang 72, đọc lời dưới tranh rồi tóm tắt câu chuyện nay con Bambi. Như vậy các em hãy quan sát tranh sách học sinh tiếng Việt 4 tập 1 trang 72, chúng ta đọc lời tranh rồi tóm tắt câu chuyện nay con Bambi. Thì chúng ta có thể tóm tắt câu chuyện như sau, câu chuyện kể về bạn Nai nhỏ đến tuổi trưởng thành. Bambi được mẹ cho sống tự lập. Khi mẹ đi mất, Bambi hoảng hốt kêu lên. Nhờ sự khích lệ của Nai bố mà Bambi đã có quyết tâm tự lập. Nhiều năm sau, Bambi ngày nào đã trở thành một chàng Nai thông minh, dũng cảm như bố. Rồi tiếp theo bài tập số 2, viết mở bài học kết bài cho câu chuyện nay con Bambi theo ý của em. Thì chúng ta sẽ viết mở bài học kết bài. Cô ví dụ mở bài, câu chuyện kể về sự lớn lên của một chú nai Bambi từ ngày còn thơ bé cho đến lúc trở thành một nai con trưởng thành, một con nai trưởng thành đã được sống trong sự bao bọc, yêu thương và giúp đỡ của các loài vật. Kết bài, câu chuyện mang lại cho em rất nhiều bài học ý nghĩa về động lực, cố gắng, nỗ lực để trưởng thành trong cuộc sống. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.